Hello, xin chào toàn thể anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Một ngày mới học sinh kính chúc cho anh chị có thật nhiều sức khỏe nè, luôn luôn bình an và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Học lại mang đến cho anh chị thêm một sản phẩm Toyota Innova phiên bản G. Phiên bản G thì anh chị sẽ trang bị động cơ 2.0 và hộp số tự động 6 cấp đi rất là mượt mà nha anh chị. Innova là một dòng xe 8 chỗ rộng rãi, bền bỉ và được cô chú anh chị ở thị trường Việt Nam mình rất là yêu thích. Vì đây là một chiếc xe có một cái form dáng tương đối hài hòa nha anh chị, không có quá nhiều chi tiết rườm rà. Tuy nhiên á, cái form dáng này anh chị đi thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa, thậm chí là 15 năm nữa, mình cũng thấy nó còn rất là đẹp. Một cái thiết kế phải gọi là cực kỳ là hay ho của Toyota. Innova là một cái dòng xe phải gọi là, thậm chí là những chiếc xe 2014 tới bây giờ anh chị đi nhìn thấy còn đẹp. Hôm bữa là học về 24 hay là 9 anh chị, về là bán liền à. Hôm nay lại về thêm chiếc xe 2019. Chiếc xe này đã được chủ trước lăn bánh là 98.000 km odo chuẩn nha anh chị. Xe màu trắng. Đối với phiên bản G thì anh chị sẽ được trang bị như là bàn làm việc nè, rồi hệ thống lạnh tự động. Đó, hộp số tự động. Xung quanh xe thì đầu tiên thì Học cũng mời anh chị cùng đi một vòng để kiểm tra và vóc dáng của xe nè, những cái đường dập lặn dập nổi của xe nè. Và sau đây Học xin mời anh chị cùng Học đi vào chi tiết để mình kiểm tra chất lượng của chiếc Innova đi được 98.000 nó còn đẹp như thế nào nha anh chị. Học xin mời. Đầu tiên là phần ngoại thất nha anh chị, phần đèn pha nè, mặt ca lăng nè, đèn cản nè, anh chị nhìn thấy không, nó còn mới tinh nè. Đặc biệt nữa là cái phần ga lăng này là cái phần nhựa đen, nó rất là dễ bị cái kiểu như nó bị phai màu anh chị, nó chuyển qua màu trắng thì cũng có thể là sơn lại. Tuy nhiên chiếc xe này vẫn còn giữ được zin và còn đen mung luôn anh chị, rất là đẹp. Đó, 2019. Đăng xe này thì đăng ký cuối 2019 anh chị, lăn bánh vào tháng 12 2019. Anh chị nhìn thấy không, còn khá là mới. Chạy mới có 98.000 cây à. Nước sơn cabo nè anh chị, anh chị nhìn thấy không, bóng loáng luôn. Rồi, xe này thì mang biển số là 61A71046 ở anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ra ngắm thêm một lần nữa nha anh chị, ngắm thêm một lần về form dáng xe. Đây anh chị nhìn nè, rất đẹp đúng không anh chị. Nó không có quá nhiều chi tiết rườm rà đâu, nhưng mà nó mang lại một cái gì đó rất là đầm, rất là trung tính. Anh chị nhìn thấy, vỏ là vỏ Michelin nè, được chủ trước thay vào tầng thứ 34 2023, bố mới thay cái vỏ luôn. Đó, ba đờ sóc phía trong nè, anh chị nhìn thấy không? Anh chị nhìn thấy không? Động cơ là 2.0. Đối với phiên bản G anh chị sẽ có cái đèn chào mừng nó nằm ở dưới đây. Phiên bản E thì sẽ không có, khi anh chị mở cửa thì nó sẽ có cái đèn soi xuống đường. Phim cách nhiệt, viền che mưa, tay nắm cửa mà rơm, ốp kính mà rơm đã được chủ trước lên trước. Có luôn cái bệ bước chân. Innova thì không có bệ bước chân nha anh chị. Đó, Innova thì không có bệ bước chân. Ở bên trong xe thì anh chị sẽ có những cái chi tiết nè, ốp gỗ nè. Đó, ốp gỗ, 7 túi khí, cân bằng điện tử. Phiên bản G thì sẽ có 7 túi khí nha anh chị. Đó, anh chị nhìn nè. Ghế da. Ghế da thì phiên bản G vẫn chưa có ghế da, đã được chủ trước lên sẵn và còn rất mới, màu nâu. Lót sàn, những cái bệ chống chạy xước. Xe này là của khách quen Học đổi lại. Học xin chân thành cảm ơn anh đã để lại cho Học một chiếc xe cực kỳ đẹp như thế này. Anh đổi với Học chiếc Sedona anh chị. Anh An ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe thì mang biển số tỉnh nhưng mà xe chủ sở hữu là của anh An. Có cái bàn làm việc nè. Trọng lượng lên đến 10 kg. Ở đây thì anh chị sẽ có để cốc nước. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh An đã để dành lại cho Học một chiếc xe Innova cực kỳ đẹp như thế này. Và cũng đã Học ủng hộ Học chiếc Sedona 2020, xe màu đen. Khách hàng quen thuộc của Học, anh đã giới thiệu cho bên Học rất là nhiều xe rồi, cũng như là giới thiệu mua và bán. Đây, rất là mới nha anh chị. Còn xe này là của anh đi luôn, anh giữ rất là kỹ. Keo chỉ là còn nguyên thủy, chưa mắc một phân keo nào nha anh chị. Và cô chú anh chị cũng có thể là nhờ anh em bên thứ ba, tức nghĩa là anh em làm nghề về mua bán ô tô cũ nè, làm nghề lâu năm, biết về nghề đến xem xe. Hoặc là cô chú anh chị cũng có thể mang chiếc xe này đến đại lý chính hãng của Toyota để anh chị kiểm tra qua chất lượng những cái mà bên Học cam kết bằng văn bản, không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên thủy. Anh chị nhìn theo, cái vỏ xe mới tinh, về cui mới thay luôn. Vỏ là vỏ Michelin nha anh chị. Anh chị nhìn cái phần sườn ở bên trong bên Học vệ sinh nè, bóng loáng luôn. Phần đèn phía sau thì cũng đã được lên một cái ốp trang trí viền đen, nhìn trông rất là nổi bật. Innova G
2019. Hôm nay anh em Học đang chào bán cho anh chị với mức giá chỉ có là 610 triệu đồng. Anh chị đến xem xe có thương lượng giảm lọc. Phần Innova G anh chị sẽ có cái viền trang trí, hai cái viền light ở phía sau. Và cái đèn này độ sáng anh chị cũng sẽ chỉnh theo cái mức độ sáng mà phù hợp với mắt mình nha anh chị. Khi mà anh chị đi đường xa, anh chị sẽ có một cái đèn light để khi mà mình nằm nghỉ ngơi, mình sẽ có thấy mình không có bị cùng mắt anh chị. Có tất cả các cửa gió ở tất cả các hàng ghế. Đó, xe cốp chưa ra, nước sơn zin. Nước sơn cốp zin. Anh chị mới tin hết à. Innova E, Innova G anh chị. Cái phần này nó sẽ là màu trắng nè, nhưng mà do anh chủ nhắn thêm cái này màu đen này thì cái này màu đen. Nhìn nó giống giống Venturer, nhìn khá là đẹp. Rất đẹp đúng không anh chị? Cái form dáng Innova với lại Fortuner nè, rồi thêm là Camry, nói chung là những cái dòng xe Nhật á, như là Toyota hoặc Honda anh chị. Thì chiếc xe này á, bắt đầu cuối 2016 thì nó đã ra cái form này rồi, thì nó kéo dài tới bây giờ luôn. Thì nó bắt đầu qua tới 2024 á, thì cuối 2023 nó đã ra cái form mới, nó bỏ cái form này. Tuy nhiên á, thì cái form này cá nhân Học anh chị nhìn thấy không, cái thiết kế nó dài, nó đuột, nó hài hòa. Và điểm hay của xe này nó là xe ha khung rời, tức nghĩa là cái bánh này anh chị, cái phần thùng xe là cái phần này ở trên nó sẽ có cái khung ở đây. Thì cái cầu đeo đồ, cầu hộp số rồi nó sẽ gác lên trên cái khung này. Khi mà anh chị đi ở tốc độ cao á, anh chị sẽ không có nghe bị ồn vỏ anh chị. Cái sườn này nè, tại vì nó qua một cái lớp cao su giữa cái sườn với cái khung á. Thì có nhiều anh chị thích cái mẫu xe này hơn. Cái mẫu này thì nó đi nó sẽ không bị ồn vỏ giống như bây giờ. Cái thực tế thì Học cũng chưa có trải nghiệm Innova nhiều. Nhưng mà so về thiết kế thì Học thấy chắc chắn nếu như mà cái vỏ nó mòn, nó cũ đi, thì nó sẽ ồn vỏ hơn cái chiếc xe này nha anh chị, vì cái cánh gà nó sẽ bắt trực tiếp vào trong cái thùng đó. Vỏ này cũng là vỏ mới hết nha anh chị, bốn cái vỏ mới đó, vỏ mới 2023. Tay nắm cửa ba rơm, cái này là lên thôi, cái này cũng là lên, chỉ có phiên bản V mới có zin thôi nha anh chị. Anh chị nhìn phim cách nhiệt nè, còn khá là mới, mới tinh nè. Innova G 2019 đăng ký vào tháng 12. Một mẫu xe 8 chỗ rộng rãi bền bỉ. Innova, nói về độ rộng rãi thì khỏi phải bàn anh chị đúng không? Innova rộng hơn Fortuner. Đó. Người lái thì không sướng bằng Fortuner, nhưng mà mấy người ngồi hành khách thì ngồi im hơn Fortuner. Đó. Trọng tâm nó thấp hơn, nó không có bị sàn lắc. 98.500, 59 km. Anh chị nhìn vô lăng nè. Vô lăng càng số. Hai chế độ lái Eco và Power. Hệ thống lạnh tự động, đầu zin theo xe, đầu DVD, có camera lùi. Anh chị nhìn thấy không? Mới tin. Rồi, Học mời anh chị cùng Học ra cái khoang động cơ để mình coi cái vỏ xe nha anh chị. Michelin mới tin, à quên đó, để cho anh chị coi cái gầm luôn trước cái đã, rồi mình hẳn ra khoang động cơ quay cho nó xong hết nha anh chị. Đây là cái gầm của cái động cơ, đây là cái gầm của chiếc xe đi 98.000 cây mà chủ giữ gìn kỹ nè. Anh chị nhìn thấy không? Chưa sơn si gì lại vào gần phần gầm này nha anh chị, là zin hết á. Đó, anh chị nhìn nè. Đẹp không anh chị? Cái dầm ngang nè, ốc nó còn 7 màu luôn. Rồi, ở đây là cái phần hộp số nè. Ống xả nè, lắp dọc. Cái phần khung sườn. Đây, phần hộp số nè. Đó, dầm ngang, dầm dọc, đồ còn y thinh nè. Còn đây là khoang động cơ. Xe này thì bên Học đã diệt khuẩn khử mùi tách ẩm bên trong nội thất. Khoang động cơ thì anh em Học làm dung dịch 3M, không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, vệ sinh sạch sẽ từng ngõ ngách nha anh chị. Đó, cái động cơ đi 98.000 cây. Nước sơn carbon vẫn còn nguyên thủy theo xe, chưa ra. Anh chị nhìn nè, phần khung nè. Đó. Đây anh chị. Mới tin nè. Rất đẹp anh chị, rất đẹp. Toyota Innova. Hai móc đồ mới nguyên hết à. Phần bên trong. Rồi, Học sẽ đi lại một vòng nha anh chị. Toyota Innova đăng ký vào tháng 12 2019. Mang biển số tỉnh. Xe này bên Học đang chào bán là 610 triệu. Bao anh chị rút hồ sơ gốc, anh chị sẽ chịu 2% chi phí còn lại, phí trước bạ cũng như là phí biển số 1 triệu nữa là ra tên rồi. 600 nó sẽ là 12 cộng 1 nó là 13. Còn anh chị nào dịch vụ thì sẽ tính theo khu vực. 13 triệu là anh chị tự đi đăng ký. Rất đẹp anh chị.
Toyota Innova, mẫu xe huyền thoại của nhà Toyota, rất bền bỉ, dễ sử dụng, chi phí bảo dưỡng thấp, lành tính, không hư vặt. Phom dáng thì cực kỳ đẹp và bắt mắt. Rồi, học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.